Xin giới thiệu đến mọi người một bộ sưu tập đèn banh sông. Anh mua cái tặng quà trước giờ đây nè. Bộ sưu tập đèn banh sông rất giá trị. Đây là cặp chế Vạn Ninh. Bình Vạn Ninh vẽ Tùng Lộc. Chế Vạn Ninh. Đây là những cái loa, cái bộ đàn set. Đây là những cái nồi đồng. Nồi đồng cổ. Đây cũng mấy trăm năm.